Nhớ khi xưa bà vợ con trên chiếc xe đạp cũ thì áo ướt đẫm mồ hôi những giữa hè. Gì con? Ba con muốn coi phim. Coi phim thì coi phim. Xin chào các bạn, tôi tên là Anh Đức. Năm nay cũng gần 30 tuổi rồi. Tôi rất là năng động, rất là hoạt bát, rất là vui tính. Và đang cần tìm cho mình một nửa hoàn hảo để có thể ghép đôi thành một cặp. Anh Đức vẫn đang từng bước để khẳng định mình. Đương nhiên là vẫn chờ những cái cơ hội, những cái may mắn đến với mình để mình có dịp tỏa sáng hơn nữa. Nói lại nghe coi. Nghe kể mình thấy mắc cam quá. Phải từ từ nghe em. Vô cùng tự hào như hai người được thời đại. Sao được em ơi? Anh tự quyết định đi. Không có anh đâu. Có gì chuyển rồi. Con xem nha. Sau khi có hiệu lệnh bắt đầu quay đến 3, 2, 1 thì Kha sẽ quay khán giả trước. Tôi ghét này lắm. Tại sao anh cứ ngồi cái coi du kiến hoài vậy? Anh làm gì? Anh ghét cái thằng trong kiến. Sao ghét? Đẹp quá. Đẹp chịu nổi luôn, nhìn góc nào cũng đẹp. Gì vậy? Làm mặt gì vậy? Em sợ anh rồi đó. Ai cũng nói anh xấu. Cái vấn đề ở đây là về cái gọi mức độ, cái thẩm mỹ của mỗi người nó khác nhau. Cái người này có thể nhìn thấy xấu, nhưng mà tự anh nhìn bản thân anh thấy anh đẹp vô bờ bến. Sắp tới thì anh Đức vẫn cũng sẽ thực hiện những cái chương trình truyền hình, những cái game show, và cũng đang lên ý tưởng để mình quay những cái tiểu phẩm riêng cho bản thân mình. Và nếu như mà anh Đức đi hát thì quý vị có ủng hộ mà. Anh nhớ những ngày mà mình còn bên cạnh nhau, thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này, thật đẹp biết mấy những lúc ta vừa quen nhau, thật đẹp biết mấy lúc ta mới yêu nhau. Lấy nàng làm vợ. Bất kể ta như thế nào, chàng cũng phải lấy ta đúng không? Đúng rồi. Cảm ơn chàng. Bảy luôn. Chàng Hoàng, chàng đã nói rồi, xấu không phải là cái tội. Nhưng bây giờ nàng có tội vì nàng quá xấu. Vô diễn rất tốt, rất tốt. Được. Cảm ơn mấy cưng, cảm ơn. Trời đất ơi, quá hay luôn đúng không em? Quá hay. Cái gì mà hay? Cuộc tình lâm ly bi đát gì mà giờ thấy ta xấu cái bỏ ta liền là làm sao? Không được. Trời ơi, cái hậu cung nó phải rắc rối như vậy mới gọi là cái hậu cung. Làm cái khác đi. Bà diễn quá trời mà em không cười hả? Không. Thôi, diễn đại đi, diễn rồi tiền thêm nữa. Nàng là một người phụ nữ tốt. Kể từ bây giờ, ta và nàng mãi mãi bên nhau. Nàng mãi là người vợ tốt của ta nàng nha. Đó, vậy là chịu chưa? Kết thúc có hậu. Cái này người ta phim người ta kêu là happy wedding à. Gì happy wedding? Kết thúc có hậu đó, kêu là happy wedding. Bậy. Cái đó người ta gọi là happy birthday. Cái này mới bậy nè. Happy birthday là chúc mừng đầy tháng. Bậy nữa. Mày ta gọi là happy new year. Tôi không biết. Happy New Year là chúc mừng năm mới. Ừ, sai luôn. Đó, thấy chưa, cũng giống như là chúc mừng Noel, ta kêu là Happy Christmas. Quý vị hãy đón xem Ai Cũng Bật Cười phát sóng vào lúc 20 giờ tối Chủ Nhật hàng tuần trên HTV2.